cả các em. Vậy là các em đã kết thúc một năm học quá là nhiều vất vả rồi phải không nè? Để khuyến khích tinh thần học tập tốt của các em thì hôm nay chị Nhung sẽ quay trở lại với series 1 triệu đồng mua toàn là đồ theo hình. Kỳ này thì chị Nhung sẽ mua đồ hình trái thơm. Chị sẽ thu gom thật là nhiều đồ đẹp để làm mini game tặng quà cho các em nè. Hôm nay thì chị Nhung mặc cái áo đúng chủ đề luôn. Sau cái video clip này á, nếu như bạn nào muốn chị Nhung mua toàn đồ hình gì nữa thì hãy comment bên dưới nha. À, chị Nhung cũng bật mí luôn là có đến 4 series cho cái chủ đề này, cho nên là các em cứ từ từ suy nghĩ. Bây giờ thì chị Nhung sẽ tranh thủ vào skincare và make up nhẹ nhẹ trước khi đi mua đồ nè. Trước khi mà make up á, thì chị Nhung sẽ rửa mặt sạch sẽ và dưỡng da, rồi muốn làm gì thì làm. Vì da mình mà chưa được rửa sạch á, khi mà mình make up lên sẽ rất là dễ bị lên mụn. Và cái lớp make up của mình sẽ bị cộm đó các em. Trước giờ thì chị toàn xài cái máy rửa mặt của Foreo. Đây các em còn nhớ cái máy màu hồng này không? Nhà chị ai cũng có một em. Đây là bí kíp để cho da sạch và mịn đó. Để kể cho nghe, hôm trước tình cờ chị Nhung có xem được một clip review của dòng 3 Plus. Là cái dòng này nè các em. Trời ơi, chị Nhung yêu từ giây phút đầu luôn á. Nhìn cái màu nó cute for my way quá chừng luôn. Và thêm nhiều chức năng nữa, cho nên là chị Nhung đã tậu em nó về. Xài bữa giờ thích quá, cho nên là hôm nay chị Nhung sẽ review sơ sơ cho những bạn nào muốn mua có thể tham khảo nè. Em này là dòng máy rửa mặt Luna 3 Plus, là máy chăm sóc da toàn diện 3 trong 1, vừa có rửa mặt bằng nhiệt nè, vừa có massage và kết hợp với nâng cơ mặt nữa. Khi mà mua về các em chỉ cần kết nối app, chị Nhung đã kết nối rồi, và chúng ta chỉ cần làm một lần thì sau đó cứ mở lên là xài. Và đặc biệt em này là cái dòng máy rửa mặt kết hợp cả 3 công nghệ luôn đó các em. Thứ nhất á là làm sạch sâu da với công nghệ nhiệt, chỉ có dòng 3 Plus mới này mới có thôi, chứ dòng Luna thường là không có nha. Và thứ hai là nâng cơ trẻ hóa làn da với microcurrent. Và thứ là massage thư giãn với sóng ultrasonic. Nghe chị Nhung kể sơ sơ thôi là muốn mua rồi đúng không nè? Nhưng mà chưa đâu. Bây giờ các em có thể nhìn vào máy nè. À, ngoài những sợi silicone mềm mịn thì ở trên đây còn có 8 nút đồng nữa. Khi mà chúng ta rửa mặt á thì 8 nút đồng này sẽ ấm lên, cảm giác giống như mình được xông hơi khi đi làm mặt tại spa vậy đó các em. Nó sẽ giúp mở lỗ chân lông để dễ dàng lấy đi bã nhờn và bụi bẩn, làm sạch sâu da và giảm tình trạng bí tắc lỗ chân lông, dễ gây mụn ẩn, khiến da bị sần và không có được mịn màng. Chị Nhung sẽ cho các em xem ở phía sau máy Luna 3 Plus nè. Các em sẽ thấy nó có hai cái cục vàng ở đây. Đây là công nghệ nâng cơ microcurrent. Nó sẽ giúp săn chắc cơ mặt nè và tạo đường nét cho gương mặt chúng ta thon gọn hơn. Với người mà U30 như chị thì không thể lơ là cái việc chăm sóc da được. Nếu không thì da mình sẽ bị lão hóa nè, nhăn, rồi còn hả bị chảy xệ nữa. Trời ơi, lúc đó chắc nhìn già lắm luôn á. Thôi bây giờ chị Nhung sẽ rửa mặt cho các em xem cái nhiệt nó phê cỡ nào nha. Nếu như mà các em xài sữa rửa mặt thông thường thì chúng ta sẽ tạo bọt trước rồi mới cho lên mặt. Còn sữa rửa mặt chị Nhung đang xài á thì nó đã tạo bọt sẵn rồi, cho nên là chị Nhung chỉ cần thoa lên. Rồi giờ mình rửa thôi. Nhiệt thường thì khó để mình kiểm soát, nhưng mà nhiệt ấm của Luna 3 Plus được hãng thiết kế chuyên biệt để chăm sóc da. Độ ấm dễ chịu vừa phải, cảm giác như đang được chùm khăn ấm lên mặt vậy đó các em. Kết hợp với sóng ultrasonic độc quyền của Foreo sẽ giúp loại bỏ dầu nhờn nè và tế bào chết để làm sạch sâu cho da của mình. Xong rồi các em, cảm giác giống như được đi massage ở tiệm vậy đó. Da được thông thoáng và dễ chịu lắm luôn á. Chị Nhung thấy là cái em Foreo Luna 3 Plus này đáng để mua. Không những là làm sạch nè, mà còn là máy chăm sóc chuyên sâu dành cho những bạn nào mà muốn nâng cao hiệu quả skincare hàng ngày của mình nữa đó. Bây giờ chị Nhung sẽ dưỡng da. Dưỡng da xong hết rồi thì bây giờ mình sẽ đi make up nha. Chị Nhung sẽ make up sơ sơ để mà đi mua đồ thôi, chứ không có cầu kỳ lắm nè. Xong rồi đó, rất là nhanh luôn. Hai các em xem chị Nhung mặc bộ đồ này có dễ thương không nè. Ôi, nhìn bánh bèo quá chừng luôn. À, bây giờ chúng ta cùng đi với chị Nhung nha. Let's go. Chị Nhung vẫn đến địa điểm quen thuộc là Muji. Bây giờ mình sẽ vào lựa đồ dễ thương với chị Nhung nha. Trời ơi, vừa vào thôi là thấy chế thơm nằm đây rồi. Đây là cây quạt hình chế thơm. Mình sẽ lấy một cái em này để mình lấy vỏ chứ. Lỡ như mà không có chế thơm thì sao ta? Mình ra ngoài chợ mình mua thơm được không? Có đồ cả chế bơ nè. Nhưng mà chế bơ là mình đã mua qua rồi. Có một cái móc khóa hình chế thơm đó nè. Trời, dễ thương quá nè. Đi qua đây nè anh Phong.
chung là thấy bông hoa đồ nhiều chứ không có thấy thơm gì hết trơn á. Có thơm. Thơm, yeah, có thơm là được. Ê, giờ sao cao quá vậy? Chứng tỏ là chị Nhung vẫn lùn. Cái này hồi trước em có mua kiểu một lần rồi, anh nhớ không? Yeah. Thành trái bơ đó, dễ thương đó nè. Nếu như bạn nào không ấy thì cắt dưới đây ra làm cái áo crop top cũng rất là đẹp nha. Trái thơm mà nó phải màu vàng cho nên là thấy cái nào vàng vàng là mình kiếm thôi. Ủa cái này là cái gì vậy con? Ý trái thơm. Trái thơm. Trái thơm nha. Giờ kiếm được thơm hơn kiếm được vàng. Đúng rồi, mừng quá thì mừng luôn. Đây coi có cái đồ cột nào hình trái thơm không? Lâu lắm rồi chị Nhung mới quay lại cái series này cho nên là cũng hơi lạ lẫm với ở đây một chút xíu. Không phải, nhìn tưởng đâu là trái thơm, không phải. Lỡ mà trên nồi này nó có hình trái thơm chắc là chị Nhung cũng phải lấy về cho các em để nấu ăn nha. Trời ơi, cái này đẹp quá à, nhìn màu vàng tưởng là trái thơm nhưng mà không phải, là cây xương rồng. Lấy luôn đi, đâu sao đâu. Ừ, đẹp mà. Em thấy cái này nhìn đẹp. Cũng hao hao thơm đó. Hao hao ha. Ừ. Sợ là nếu mà không đủ thì mình mua cái này để cho các bạn đi học uống cũng tốt lắm nè. Ừ. Trời ơi, nhiều bình nước đẹp quá các em ơi. Hai màu vàng luôn nè. Ôi, cái bình nước này xịn nha. Này được không anh? Này. Không, không giống thơm. Không giống thơm hả? Chị Kỳ mới đúng thơm. Thôi vậy thôi, cất này vô. Trời ơi, người ta để dưới đây mà chị không thấy chắc đạp. Có thơm không? Mấy chén dễ thương quá mà không có thơm. Có dưa hấu nè, có chanh nè mà không có thơm. Ố dè, không có rồi. Có mấy cái đồ cắt tóc cũng dễ thương quá nè. Nhưng mà tại sao không có thơm vậy? Không có rồi. Thôi bây giờ mình sẽ lên lầu nha. Có bông quá chừng, không có cái nào thơm hết luôn. Thơm kìa. Ý, có cái muỗng hình trái thơm. Trời ơi, dễ thương quá các em. Cái này là mình về mình ăn da u là đẹp luôn á nha. Uống cà phê. Uống cà phê nữa, đúng rồi. Mấy cái túi này là để đựng bình nước nè các em. Ý, cái này dễ thương quá vậy. Lấy luôn. Cái này để đựng bình nước nè anh, thấy không? Đó, đẹp đẹp đẹp. Thôi chị Nhung sẽ lấy luôn nha. Tại vì thật sự bây giờ kiếm thơm khó quá. Sau một đợt dịch là coi như thơm nó mua trụi hết rồi. Thôi bây giờ chị Nhung nghĩ là bây giờ chị Nhung sẽ kiếm những cái nào xuất sắc đẹp mà khoảng 1 triệu đồng, mua hết tất cả 1 triệu đồng thì cực kỳ hấp dẫn. Hãy nhanh chân đến khu vực ưu đãi hoặc liên hệ. Chị Nhung đang nói mà người ta giới thiệu giùm chị Nhung luôn rồi kìa. Thôi đi chút đi, chúc mình nói một sáng vui vẻ cùng Mozi. Chị Nhung nghĩ là năm học mới thì các em phải cần có ba lô. Cho nên là chị Nhung sẽ mua ba lô tặng các em nha. Trời ơi, cái ba lô này đẹp nè các em ơi. Dạ quang nha. Wow, chị Nhung không biết là bao nhiêu nha. Để coi coi, 310 ngàn. Ôi nhưng mà đẹp đúng không anh? Đẹp. Ba lô này rất đẹp luôn nha. Không biết là bạn nào sẽ may mắn đây. Mình sẽ lấy cái ba lô này. Mình cũng phải cần có viết để đi học. Thơm nè. Đâu? À, anh Thông hay quá ta. Thấy được cái quạt thơm. Mát nhỉ. Rồi, mình sẽ lấy một cây quạt này nha. Lấy hai màu đi. Thơm hết hả? Ừ, có cái thơm chín, thơm sống. Ê, có viết hình trái thơm nè. Dễ thương quá các em. Chị Nhung nghĩ là chị Nhung nên mua hai cái. Nhưng mà giờ nó cũng còn có một cái duy nhất luôn á. Đây. Được hai trái thơm rồi. Có cặp ở đây. Yeah. Happy birthday là không có giá thơm rồi đó. Ừ, ở đây chắc không có thiệt rồi. Đây là móc khóa để mà mình móc lên cặp này các em. Nhung coi có giá thơm không nha. Nghe tai em luôn á, nghe tai em luôn á. Đây. Trời ơi, chứ thơm. Ủa, hình như một cái là hai á anh. À, chứ thơm là giá phai môn. Chứ thơm với lại cái gì vậy? Chứ phai môn. Ồ, nhưng mà mình cần có chứ thơm thôi mà. Nhưng mà bây giờ người ta bán cặp vậy cho nên mình mua một cặp luôn chứ không lẽ giờ mình lấy ra đúng không? Ok. Rồi, vô luôn. Trời ơi, vậy mà em có tới 4 series để cho các bạn chọn. Mà bây giờ em không biết là hả tiếp theo là sẽ là series hình trái gì đây. Bây giờ trái rồi nó hiếm quá. Rồi, coi như hết rồi đó. Nhưng mà em nhắm 1 triệu chưa? Cái này hả, chị Nhung nghĩ chưa tới 1 triệu đâu. Dạ, vậy giờ chọn thêm mấy cái đồ nào cảm thấy nó rất là xuất sắc cho đem vô. Ừ, ha, phù hợp ha, phù hợp với các bạn đi ha. Chị sẽ lựa lượt. Trời, chị Nhung thấy lượt dễ thương quá các em ơi. Hồi xưa chị Nhung đi học lúc nào cũng có cái lượt đặt với các em. Đó, để chạy đầu, giống gì hết trơn.
À, dễ thương nha. Này đẹp nha, màu xanh hy vọng luôn nè. Ý không, trời anh ơi. Có luôn. Trời ơi, nãy giờ. Sao nãy mình đi ngang qua đây mà không thấy ta? Nãy mình đi qua rồi á. Nè, mắt mình có vấn đề. Cái này mắt dễ thương nè, cái này dễ thương nè, thấy không? Hợp với cái áo của em không? Hợp luôn á. Nãy giờ mình nói vậy chứ mình cũng có một ít thơm á anh. Nhiều chứ, đâu có ít đâu. Có thơm không? Không biết luôn, không thấy thơm luôn. Cái này đâu giống thơm đâu đúng không? Nó là ăn cọp. Bóng đêm. Anh thấy màu này đẹp không hay là màu khác ta? Sáng sáng em. Sáng sáng hả? Ừ. Cho nó yêu đúng không? Em nhìn cái này thèm caramel quá anh. Trắng á. Cũng là ấy luôn, phiên bản trắng đỡ hơn phiên bản đen. Đỡ đen ha. Rồi, chị không nghĩ chị em sẽ lấy một cái em này nha. 160.000. Ok, và bây giờ mình sẽ ra tính tiền nha. Lúc tính tiền Nhung mới biết là ở đây nó có cái đèn nha các em. Bấm vô cái nó sáng lên, rồi đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Và hết 1.124.000 em ơi. Vậy là mình đã mua hơn 1 triệu đồng. Xong rồi, bây giờ chị Nhung phải về thôi. Nếu như bạn nào thích cái video clip ngày hôm nay thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chị Nhung để chị Nhung có động lực ra thêm nhiều clip mới nữa nha. Cảm ơn chị, bye bye. Các em nhớ comment bên dưới muốn chị Nhung mua đồ gì nữa ha. Bye bye.